Lại bố thí cho hữu tình cái nội không, cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Lại bố thí cho hữu tình tất cả pháp chân như pháp giới pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn. Lại bố thí cho hữu tình tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lại bố thí cho hữu tình pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, mười bậc Bồ Tát. Lại bố thí cho hữu tình năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lại bố thí cho hữu tình mười được Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lại bố thí cho hữu tình pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lại bố thí cho hữu tình trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại bố thí cho hữu tình bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, phương tiện khéo léo. Lại bố thí cho hữu tình quả dự lưu, nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ đề. Lại bố thí cho hữu tình hạnh của tất cả các đại bồ tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Xá lợi tử, các đại bồ tát bố thí cho hữu tình vô lượng vô số vô biên các loại thiện pháp như thế, cho nên gọi bồ tát là đại thí chủ. Như vậy là đã báo ơn các thí chủ và là ruộng phước tốt, làm sanh trưởng phước đức thù thắng.